Dạ rồi, em Tú Aurora Sài Gòn kính kính chào anh em. Cho anh em là một âm ly của hãng Sansui, một cái dòng đời rất là mới của hãng Sansui ha. Mỗi dòng được đánh giá gọi là âm ly gần như high end của hãng. Thì em này cũng là model nhỏ thôi, 507 NRA. À, 507 NRA. Thì tất cả đều form, size và kích thước nó đều bằng 607 NRA ha. Cái hộp do bị sơ dòm nên là giống 607 liền. Đấy. Nó không có nhỏ hơn 607 đâu nè, mà hình thức nó rất là to, rất là gấu, rất là đẹp, trưng bày rất là đẹp ha. Chỉ có công suất là nhỏ hơn 607 thôi, nó là công suất 160W thôi, nhưng mà nó chơi được nhiều dòng lo thế hệ mới rất là hay đấy. Thì hôm nay em đang ghép với nó chung với sẵn dây ghép chung với cặp video 4430 sử dụng 1W40, nghe cũng rất là tuyệt vời luôn, rất là tuyệt vời. Trong cái tầm giá này chỉ có 7,5 triệu anh em, 7,5 triệu. Thì thông thường thì những cái con này á về thì thường thường nó có rơi khoảng tầm 8 triệu anh em, là những cái con đẹp xuất sắc. Nhưng con này nó có hơi một khuyết điểm cực nhẹ, là em sẽ trừ lại cho anh em 500.000 ha, là còn 7,5 triệu. Rồi em sẽ quay sơ lược cho anh em xem thử xem coi nó điểm xấu nằm ở đâu ha. Đấy, thì phần tổng thể nè, tổng thể mặt là lan can đấy, thành vách phía trên cực kỳ đẹp luôn, ốc đảm bảo là sẵn để quay phần nội thất cho anh em xem đấy. Mặt khoang nhôm nước vàng rất là đẹp đây anh em. À, khi chúng ta nhìn trực diện ha là không có thấy, chúng ta nhìn nghiêng kiểu này, nghiêng kiểu kia thì nó thấy nó là một cái vết sờn cực kỳ nhẹ này, rất là mỏng ha. Đó, quay như thế này là anh em thấy rõ nhất nè. Đó, còn bình thường là dòm không thấy đâu nè, hứa với đẹp luôn, nhìn ngồi nhãn cực diện là không thấy đấy, chỉ một điểm đó. Nên là giá tốt cho anh em là 7,5 triệu ha. Rồi thì ngoài ra là tất cả đẹp ken và chuyên nguyên bản 100%. Đây, nắp sườn nè, mới tinh hết, chỉ có cái là nó bị trầy nhẹ lông mèo thôi. Đây, còn phía sau này, rất là đẹp. Con này nó có xuất seri nè anh em, 2244 ha, công suất là 160W nè, điện 100V. Đây là các chứng là cắm đầu vào mới kèm. Đánh hai cầu lo AB, hàng mới in da bằng ha. Thì nó mở sẵn cái nắp ra rồi, xem sẽ mở cái phần nội thất cho anh em xem luôn. Anh em xem tường tận cho rõ ha. Đây. Rất là đẹp con này, nhìn rất là đẹp ha. Đây. Chúng ta nhìn xa này không có thể thấy được những cái điểm này đâu. Rất là đẹp và giá là hợp lý cho anh em chơi ha. Rồi em sẽ mời anh em nghe nội nhạc ha, em test chức năng cho anh em trước khi vào sau nội thất. Kỷ niệm mình khắc trong lòng.
nha. Đối với những cái dòng RNA này cho chất âm rất là sạch sẽ, rất là chi tiết và rất là mượt mà. Đó là gu cho những anh em nào mà thích độ mượt mà và chi tiết ha, không quá phần bạo lực, nhẹ nhàng thôi, những cái âm rất là hay. Đây là em quay thằng tổng thể nội thất ở đây. Đây nè, thì con này nó cũng đánh 8 con, mỗi 8 con này ha, mỗi vế này sử dụng 4 con. Đấy anh em bây giờ có thể thấy nè, đấy 4 con tổng thể ruột gan nó mới tinh nè, xương nó là trắng phao ha, đây là tụ hợp nguồn của nó, đây là cái tăng khô, đấy tản nhiệt là trắng phao nõn nà hết. Đó đơn giản như vậy thôi. Bộ mạch rề thì nó nằm phía trong đây ha, hai viên lo mạch cầm công suất và phần tăng khô nằm phía đây thôi. Đấy, rất là mới, là rất mới, chỉ có tiếc là nó hơi bị sờn nhẹ chứ đó chút xíu. Anh em chơi không quá cầu kỳ ấy thì người ta chơi con này rất là hay, sử dụng đến những cái dòng lo 25-30 hoặc là những cái cặp bắt xeo rất là tuyệt vời ha. Con này là riêng nguyên quản tuyệt đối 100% cho anh em chơi. Đó hết bản rồi, để mở qua đoạn khác ha. Phượng vĩ đi. Đau nhức xương khớp, thoái hóa đốt sống cổ, lan cuộc sống. Tập này nó quảng cáo, nghe nhạc nó quảng cáo anh. Đây nó đánh cặp 40 này nó rất là hay luôn, trong cái tầm giá mà. Tiếng nó rất là thanh thoát và rất là nhẹ nhàng ha, nó không có bạo lực mạnh được đâu anh em. Đấy thì vì do là em đang đánh cặp bự như thế này, anh em có thể đánh những cái dòng lo ví dụ như những cặp bot shell, những cái dòng lo 25-30 thì rất là mượt mà, rất là hay ha, và nó không có mạnh và bạo lực giống như đàn ông đâu. Đấy, bass nó vừa phải đủ nghe, chép vừa phải đủ nghe thôi, có luôn nét em ha. Rồi thì với giá là 7.500 nè. Rồi em xin kính chào anh em.